Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, viết những gì xứng đáng, hãy viết những gì ta thấy ta tin, hãy viết những gì sâu lắng trong tim. Viết, viết, hãy viết với tấm lòng son, khi đất nước hôm nay bên vực thẳm sống còn. Viết, viết, hãy viết với tất cả niềm tin, rằng chính nghĩa hôm nay nhất định của dân mình. Mà cái kia khoanh tay chán ngán, mà cái kia ngô nghê phỉ báng, mà cái kia u mê với đảng, không biết đến nhân dân với sức mạnh muốn vang. Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, viết những lời gói ghém, đừng nghĩ những lời ta viết hôm nay chẳng giúp ích gì cho đất nước tương lai. Viết, viết, hãy viết, viết những lời ngay, lay thức những ai đang mê ngủ giấc ngay. Viết, viết, hãy viết nhắc nhớ lòng dân, hãy sẵn chắc đôi tay khi thế cuộc xoay vần. Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh. Tổ quốc rất cần những lời của mỗi chúng ta hôm nay. Viết, viết, hãy viết sắc bén từng câu, như dao như gươm sẽ chém giặc bay đầu. Viết, viết, hãy viết dũng khí người Nam, dù có lúc gian nan không khuất phục dễ dàng. Đừng hoang mang với phường đón gió, đừng âu lo những trò côn đồ, càng gian manh càng thêm thấy rõ, còn đang cướp bao lâu thì khốn nạn vẫn lắm trò. Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, viết những lời tính tao, hãy viết những lời thấy trước nguy cơ, giặc đáng trong ngoài che giấu mưu mô. Viết, viết, hãy viết tức núi hờn sông, khua tiếng trống mê linh thúc giục diễn hồng. Viết, viết, hãy viết hối thúc lòng dân, hãy đứng lên mau tổ quốc đang cần. Viết, viết, hãy viết đến lúc rồi đây, hãy đứng lên đi lấy lại đất nước này. Viết, viết, ta hãy viết đi.